Chào mừng các bạn đến với Người Chuyên Lửa Bóng Đá Phong Trào, nơi lưu giữ, chia sẻ, kết nối một thể thao vua cùng với sự đồng hành của sẽ bảo vệ quân thành bên phía tay phải theo hướng mạnh ở khu vực quan rất nguy hiểm. 1-0 ngay từ đầu trận, tỷ số đảm bảo. Khi tôi còn chưa giới thiệu những cái tên trong lịch xuất phát thì 89 đã ghi bàn. Cầu thủ 5-0 là Chu Còi. 1-0 8 năm ra sân với 7 cái tên trong phố là Thành Quang Trường đến số 1, Văn Phong số 6, Văn Đông đến số 8, số 12 Văn Tuyền, số 10 Văn Thu. Khá nguy hiểm, bóng tìm đến cột dọc. Như vậy sẽ có một tiếng phạt góc, bóng xuyên qua hàng rào. Vừa rồi thì hàng rào của đội 195 đã bị nỗi, nhưng rất may cột dọc đã cứu thua. Ngay tỷ số là bắt đầu. Cuối cùng Văn Vinh đã ghi bàn. Xuất phát từ một tình huống phạt góc, khán giả của đội 195 không phải chờ đợi quá lâu. Không thích gì nhưng mà thắng dễ. Ok, người trọng tài 89 tay người Đăng Thịnh được đưa ra nghỉ vào sân là Văn Kỷ. Đường chuyền ra Văn Vinh. Văn người ghi bàn là Văn Tuyền. Không phải như vậy, đó chính là cú đúp của Văn Vinh. Có thể như là tức lượng bỏ vào đây, đá dở rất chặt nhưng cuối cùng ghi hai bàn. Người được chọn rồi. 2-1. Chính chẳng. Tỷ số là 3-1. Nhưng mà trong bóng đá chúng ta không thể nói trước được điều gì xảy ra. Một tâm tình thi đấu như bao phủ, cuối cùng có được 3 bàn thắng, không ai tin được. Quá tuyệt vời. Và lúc này tiếng còi của trọng tài vang lên khép lại hiệp 1 của trận tranh ba thu. Tỷ số là 3-1 nghiêng về 1985. Liên tục là phản công, Văn Tuyền bỏ lỡ công, vượt cầu vào. Xích chứ đó thì Văn Du đã ngăn chặn thành công. 4-1. Cuối cùng thì nam ca sĩ Đàm Liên đã ghi bàn. Người hát ca khúc Lâu Đài Tình Ái. Rất may là cái tên Văn Thu đã nhảy kịp bóng. Bốn một. Còn người thành công, căng ngang, không phải, đó là một tỷ điểm, tỷ số là 2-4. Ông Chí này cố lên. Hãy nhớ rằng họ đã ghi những bàn thắng ở những giây phút bù giờ cuối cùng trong trận gặp Liên Quân 7X. Thôi, tỷ số là 5-3. Cuối cùng thì Văn Thu đã ghi bàn. 5-2. Bộ ba Cam Hải đang cười rất tươi, không biết anh Hải đây đang ở đâu. Hôm nay trận chung kết
Hiếu Anh hơi buồn, đã đại trả hai con, bảo không nghe cơ. Hôm nay thì chỉ có chú thắng. Anh Vinh một tốc cầu chạm thôi. Bắt cầu vào. Dường như Văn Vinh đang muốn tập khó cho game. Vẫn không nhà chồng. Làm Vinh ưng. Ôi. Như vậy tỷ số là 6-3. Tốc cầu thuộc về Văn Vinh. Vinh thể lật. Cùng sơ vô duyên của Văn Vinh được giải tỏa trong hiệp thiếu thứ hai này. Hiệp một anh đã ghi 3 bàn. Đối mặt với Văn Đạo, vào không. Tỷ số là 7-3. Nhiều người bảo rằng nếu như 8 năm đá như thế này ở trận cuối cùng thì bây giờ đây họ đang ngồi chém chẻ để xem đội tranh 3-4 rồi. Thôi thiếu táo thì cũng đã qua rồi, bây giờ chúng ta cùng đến với chuyên môn cao hơn trận chung kết hôm nay. Bình luận chuyên sâu các giải đấu bóng đá phong trào, phân tích soi kèo các trận đấu đỉnh cao mỗi tuần, tổng hợp tin tức chuyển động bóng đá khu vực. Chúng tôi là người chuyên lửa bóng đá phong trào, bình luận viên Nguyễn Anh Hùng.